Ái nữ kinh tiếng của bà Nguyễn Phương Hằng lộ diện. Bà Nguyễn Phương Hằng trở thành nhân vật gây bão mạng xã hội suốt thời gian qua, xoay quanh ồn ào giữa nữ đại gia với showbiz và ông Võ Hoàng Yên. Những câu chuyện bên lề cũng được chú ý rất nhiều. Đời tư của vợ ông Dũng Lò Vôi gây bàn tán, đặc biệt là các con của bà. Trong livestream gần nhất, Huỳnh Hằng Hữu, quý tử duy nhất của bà Nguyễn Phương Hằng và ông Dũng Lò Vôi xuất hiện. Cậu bé khôi ngô lanh lợi, rất được cộng đồng mạng yêu mến. Nhưng ngoài Huỳnh Hằng Hữu, bà Nguyễn Phương Hằng còn có ba người con riêng. Đáng chú ý là cô con gái như bạn sao của nữ đại gia. Tiểu thư nhà bà Nguyễn Phương Hằng ít xuất hiện trước công chúng. Chỉ đôi lần tham gia tiệc của gia đình hay được mẹ nhắc trên mạng xã hội. Cô bé tên My, từ nhỏ đã được đi du học, sau đó trở về Việt Nam sống cùng gia đình. Vừa qua, con trai lớn của bà Nguyễn Phương Hằng làm đám hỏi, My cũng xuất hiện. Trong những bức ảnh hiếm hoi, con gái bà Nguyễn Phương Hằng khiến nhiều người bất ngờ vì quả thật có ngoại hình quá giống nữ đại gia. Cô bé xinh xắn, thông minh, có gu ăn mặc giản dị cũng rất kinh tiếng. Năm 2020, trong bài viết chúc mừng sinh nhật con gái, bà Nguyễn Phương Hằng từng hạnh phúc chia sẻ: "Mẹ thật hạnh phúc khi con của mẹ đã khôn lớn và sắp trưởng thành. Niềm kiêu hãnh của mẹ là con rất ngoan và lễ phép. Thấp thoáng đâu đó, con là hình ảnh của mẹ. Con giống mẹ nhiều đến mẹ không thể ngờ được. Mẹ nhận ra mình có một bản sao, một bản photo màu y như đúc. Con có biết không, mẹ yêu con như chính yêu cuộc đời của mẹ. Từ lúc con còn nhỏ, con đã như thấu hiểu được mẹ mình. Ánh mắt của con nhìn xuyên thấu tâm hồn đau khổ của mẹ. Mỗi khi con thấy mẹ khóc, con nhăn nhó khó chịu. Và như muốn nói với mẹ rằng con hiểu mẹ, con yêu mẹ và luôn ở bên mẹ. My ơi, mẹ cảm ơn con. Mẹ biết ơn con đã hiện diện trong cuộc đời của mẹ. Sự hiện diện có mặt của con đã cứu cánh cho cuộc sống của mẹ. Không có con, mẹ sống để làm gì?" Bà Nguyễn Phương Hằng có thể xuất hiện với vẻ ngoài mạnh mẽ, lạnh lùng, nhưng với con gái lại rất nhẹ nhàng, nâng niu. Nữ đại gia tâm sự, bản thân luôn nỗ lực trở thành người mẹ tốt, để các con tự hào về mình. Bà cũng không ép buộc, gò bó con bất cứ tiêu chuẩn nào. Thay vào đó là hỗ trợ, tạo điều kiện để My được sống đúng với sở thích. Phần thông tin của chúng tôi đến đây đã kết thúc. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và theo dõi trên kênh của chúng tôi.